Ngày 26 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua đơn vị đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm núp bóng các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật, cho vay nặng lãi và các hoạt động đòi nợ sau đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng, đã khởi tố 81 vụ án với 217 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố, tung tin sai sự thật, xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng. Hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Trong đó có vụ cướp tài sản ở chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 bắt giữ 3 đối tượng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận 8 triệt phá băng nhóm do Châu Phát Ti cầm đầu chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở chợ đầu mối Bình Điền. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đổi mới phương thức tuần tra, kiểm soát, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra 363 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật. Kiểm tra gần 13.000 lượt với 14.682 đối tượng nghi vấn bàn giao cho công an địa phương xử lý.